Thưa quý khán giả, bất chấp nỗ lực phòng chống của ngành y tế, bệnh sởi trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng trên diện rộng. Với 521 trẻ mắc sởi phải nhập viện điều trị, số ca tăng cao mỗi tuần. Đây là dấu hiệu nguy hiểm, nguy cơ bùng phát dịch. Và được biết, sởi là một trong những bệnh nguy hiểm có tính lây truyền và có thể gây thành dịch lớn, nên việc bùng phát thành dịch có nguy cơ xảy ra. Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 cho hay, tuần qua trên địa bàn ghi nhận thêm 66 trường hợp mắc sởi phải nhập viện điều trị, bệnh tăng 7% so với tuần trước. Tính tổng từ đầu năm cho đến nay, toàn thành phố đã có 521 trẻ mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm 2017 không có ca sởi nào được ghi nhận. Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của trẻ bị suy giảm, tạo điều kiện cho virus gây bệnh phát triển. Sởi là bệnh rất nghiêm trọng cho trẻ nhỏ và trẻ suy dinh dưỡng. Các bé mắc bệnh, nguy cơ sẽ đối mặt với các biến chứng như là viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy và viêm não có thể sẽ gây tử vong. Để hạn chế nguy hiểm do bệnh sởi gây ra, ngành y tế khuyến cáo bên cạnh chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân, phụ huynh khi thấy trẻ có các biểu hiện sốt, ho, mắt đỏ, phát ban thì cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám. Ngoài việc đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh theo lịch tiêm chủng quốc gia, thì hiện thành phố đang tiêm bổ sung vaccine sởi tại các trạm y tế phường xã.